Chào mừng mọi người quay trở lại với PCM Channel. Mình là Quỳnh Anh và như tiêu đề thì anh em đã thấy, ngày hôm nay mình sẽ trên tay nhanh cho anh em một con main đến từ Gigabyte Aorus và không ai khác đó chính là B760 Aorus Master. Cũng là thuộc phân khúc dòng B tầm trung, tuy nhiên ở phiên bản lần này Gigabyte Aorus lại mang tới những tính năng cao cấp và khá đặc biệt. Để tìm hiểu sâu hơn thì cùng mình bắt đầu video nhé. Vào việc. Và đây nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Về phần packaging thì mình đánh giá là khá clean, vừa đủ, lịch sự, vẫn như những gì mà Aorus đã mang lại cho chúng ta ở tất cả các sản phẩm trước. Ngay khi mà mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy được nhân vật chính của chúng ta, tất nhiên rồi, main đập ngay vào mắt. Ok, chúng ta sẽ bỏ main sang một bên để xem là chúng ta sẽ có những phụ kiện gì đi kèm. Thì ở đây mình thấy là có một dây SATA 3, một anten wifi và một vài phụ kiện đi kèm khác. Ngoài ra là mình có một cái sticker Aorus ở đây để dán nữa. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với main, nhân vật chính của chúng ta. Và đây, chỉ cần nhìn qua thôi, chúng ta có thể khẳng định hoàn toàn là đậm chất gaming với những đường cắt xẻ rất là mạnh mẽ và nét. Và tất nhiên rồi, với một con main thì chắc chắn là điều chúng ta quan tâm đấy chính là tính bền bỉ của nó. Và như hãng công bố thì với cái chất liệu được hoàn thiện tới 6 lớp như thế này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng về lâu về dài. Ở phía bên đây thì chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ 4 khe RAM DDR4 cơ bản và các loại cổng kết nối như DisplayPort, HDMI và USB. Và đặc biệt ở phiên bản B760 Aorus Master này thì anh em sẽ có thêm một cổng nữa, đó chính là cổng USB-C với khả năng truyền dữ liệu kết nối siêu nhanh lên tới 20GB trên giây. Và cũng như đã giới thiệu với anh em ngay từ đầu thì đây là một con main tầm trung nhưng mà lại mang những tính năng cao cấp. Ngoài cái việc là nó hỗ trợ cho anh em chip đời cao nhất là 12 và 13 đi thì nó còn hỗ trợ thêm cho anh em Wi-Fi 6 dành cho những anh em nào ghét dây dợ lằng nhằng hoặc đơn giản là không thích hay không thể đi dây. Đơn giản, gọn gàng, một điểm cộng rất lớn cho sản phẩm lần này. Và nếu bạn băn khoăn với hệ thống tản nhiệt của main thì đây, ngay bằng mắt thường thì anh em có thể thấy rất nhiều các thanh tản nhiệt được bố trí trên main, từ cụm ổ cứng cho tới cụm VRM. Và điều này chắc chắn rồi sẽ giúp cho linh kiện PC của anh em cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều. Và tất nhiên rồi, PC mát mẻ hơn thì máy cũng sẽ dùng bền hơn. Và điều này là một điều cực kỳ tốt. Nên là anh em hoàn toàn yên tâm nhá, cân cả cái nắng mùa hè của Hà Nội luôn. Nếu để mà nói một điểm mà mình thích nhất trên chiếc main này thì đây, chính là chiếc lẫy nhỏ bé này. Chính nó và cũng nhờ chính cái lẫy này thì việc tháo lắp các đồ họa sẽ đỡ đau tay hơn này, dễ dàng hơn rất nhiều so với những chiếc main bình thường khác. Anh em nào mà lắp các đồ họa nhiều chắc chắn hiểu ý mình. Lắp các đồ họa đau tay lắm. Và đó là tất cả những chia sẻ của mình về chiếc main này. Và mình nghĩ là sản phẩm này sẽ cực kỳ phù hợp cho những anh em nào thích sự bền bỉ, tính thẩm mỹ và đặc biệt là sự gọn gàng khi chúng ta không cần phải sử dụng dây mạng, thay vào đó là tính năng hỗ trợ Wi-Fi 6 của main. Vậy bạn nghĩ sao về chiếc main này? Nó có dành cho bạn hay không? Hãy comment cho mình biết ở phía dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của PCM Channel.